chào tất cả các em đã đến với kênh Bếp Chibi. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 4 tây tháng 1 năm 2019 nha. Và cuối video thì chị sẽ công bố kết quả mini game cũng như là ra mini game mới cho các em biết kết quả ha. Hãy chờ đợi và hãy đón xem video để xem câu hỏi mới, mini game mới ngày hôm nay là gì nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần kiểm tra đơn hàng. Tên tên đầu tiên là đơn hàng của bạn Phan Khánh Chi 496.000. Bum bum bum. Yeah, đầu tiên đó là cái bóp trái tim. Đó, rất là dễ thương luôn nha. Đây các em xem nè, màu rất là đẹp luôn ha. 149.000 đồng. Forever Young. Đó, bóp Hàn Quốc nha. Đường may, đồ da, đồ mềm mại rất là đẹp. Kiểu dáng cũng dễ thương ha, nhìn đơn giản mà dễ thương. Rất là sành điệu luôn. Đây. Còn có dây đeo chéo nữa nè mấy em. Đó, dây đeo chéo ha. Chỉ có 149.000 thôi. Ở phía sau nè ha, thì chúng ta sẽ có cái này nè để mình gắn cái dây đeo chéo vô nha. Tiếp đến là bịt mắt nha. Thì bạn đặt là bịt mắt hưu, nhưng mà hưu thì hết rồi. Chị lấy cho em là gia đình heo Peppa Pig, rất là dễ thương nè. Đó, đầy đủ hết các thành viên trong gia đình của heo Peppa Pig nha. Thì đây 25.000, rất là dễ thương. Và đây nha, bạn có đặt là cái quạt sạc này, nó đang hoạt động rất là tốt luôn ha. Chị đang cắm dây sạc vô nha. Còn đây là dây sạc của em nè. Ở phía sau là về thì gắn pin và gắn dây sạc vô nha. Tại vì nó đang hết pin đó em. Đó, mình sẽ bấm nè, tắt, ok. Và cây quạt sạc này có giá là 65.000 nha mấy em. Đây, tiếp theo thì là một cái két sắt nha. Két sắt Hello Peppa Pig thì hot rồi. Chị lấy cho em là Hello Kitty. Đây rất là dễ thương, bỏ tiền vào đây. Mật mã ban đầu có thể là 4 số 0 mà cũng có thể là 4 số 1, 4 số 2, 4 số 3 gì đó ha. Các em có thể thử. Rồi, đổi mật mã thì ở trên video người ta sẽ có cách để hướng dẫn cho các em đổi mật mã một cách an toàn, giữ tiền cẩn thận ha, hiện đại. Và khi lấy tiền thì không cần phải đập heo lãng phí, đúng không nào? Đó, 240.000 đồng. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Võ Thúy Trâm, 82.000 đồng. Đây, bạn đặt là một cái bóp nha, một cái túi đeo chéo hình mặt cười nè, có cái nơ nữa nè. Rất là dễ thương luôn đó mấy em. Đây, ha, ở bên trong thì sẽ có cái dây đeo chéo nè. Chỉ có 49.000 thôi nha. Đó, rất là dễ thương luôn. Rồi đến đơn hàng của bạn Nguyễn Ngọc Huyền nha, 309.000. Và tiếp tục là một cái két sắt Hello Kitty, 240.000 đồng ha. Mật mã ban đầu có thể là 4 số 0, 4 số 2 hay 4 số gì đó nha. Các em có thể bấm mở rồi đổi cái mật mã để mà mình sử dụng cho nó an toàn ha. Không có sợ bị mất cấp, mà khi lấy tiền thì cũng nhanh chóng tiện lợi, không có sợ bị phải đập heo lãng phí nha. Đây là cách giữ tiền thông minh hiện đại đó, giúp tiền lì xì của chúng ta càng lúc càng nhiều nha. Mà chỉ có 240.000 đồng thôi. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707, nhớ xin phép ba mẹ trước khi gọi đặt hàng nha. Két sắt mini là một vật dụng rất là ý nghĩa trong dịp Tết này luôn, tập cái tánh mình là biết tiết kiệm nữa đó mấy em. Tiếp đến là hai bịch cơm nha, mỗi bịch là 5.000. Hũ nè, hũ lớn 6.000 một hũ có nắp, màu 2.000 đồng một chai, hương nho và hương dâu 5.000 một chai. Tinh 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 tòn. Nguyễn Ngọc Hà My ơi, đã đến đơn hàng của Hà My 386.000. Bum bum bum. Đầu tiên là một cái nón BTS màu trắng, rất là thuần khiết, rất là tinh khiết và xinh đẹp, 40.000 đồng. Rồi nha, tiếp theo thì là cái cặp top ba lô BTS màu hồng ha, hết sức là dễ thương. Yeah, ngoài cái ba lô BTS màu hồng thì bạn còn có đặt là một cái cặp nơ hồng. Đây, nhưng mà màu hồng thì ở shop hết rồi, cho nên là chị lấy cho em là màu đỏ nha Hà My. Hy vọng rằng là em sẽ thích ha, nó rất là đẹp luôn. Đây nè ha, nó sẽ có cái nơ nè, rồi có một cái ngăn kéo, ngăn nhỏ nè, đó. Rồi một cái ngăn ở ngoài, rồi một cái ngăn này nữa, đựng được rất là nhiều đồ luôn. Đây, mấy em xem nè, nha, rất là xinh, có cái dây để sắp như thế này nữa. Rồi ở phía sau thì có dây đeo ha, này là tăng giảm theo chiều cao của mấy em. Đây, 160.000 đồng nha. Tên tên. Wow, và bạn còn đặt hai cái túi đeo chéo nè, hình mặt cười nè và mặt ngủ nha. Cả hai đều là 49.000 đồng một cái. Mấy em xem, đây là mặt ngủ nè. Đó, ở bên trong thì cũng sẽ có là dây đeo ha. Đây là mặt ngủ, hết sức là dễ thương nha. Khò khò.
Tiếp đến thì là mặt cười a hi hi, rất là dễ thương, 49.000 nha. Đó, có cái túi này thì chúng ta sẽ đi chơi Tết rất là vui, rất là dễ thương ha. Theo tiêu chí túi xinh, rinh nhiều tiền lì xì. Và có bạn nào thích có nhiều tiền lì xì không nè? Đó, rất là dễ thương. Tiếp theo là đơn hàng của Lô Hồng Hải, 199.000. Tiếp theo thì đầu tiên chứ lộn, bạn Hồng Hải có đặt là 7 cái dây chuyền BTS nha. Mỗi dây là 15.000 đồng. Rồi nha, bây giờ chúng ta cùng xem nè đây ha. Những anh chàng trong nhóm BTS của chúng ta rất là dễ thương luôn. Đây ha. Do là nó có cái hình tròn mấy em nhìn khó nhìn thôi. Rất là đáng yêu luôn. Đó, 7 anh nha. Nhóm BTS, cái này thì không phải 7 anh, là mỗi anh một hình khác nhau. Đó, rất là đẹp nha, 15.000 một sợi. Rồi, tiếp theo thì là 4 chiếc nhẫn BTS, mỗi chiếc là 5.000 nha. Rồi đến là búp BTS nè, đó, búp BTS. Đây, 5.000 đồng. Rồi, mình sẽ thử búp ha, ok. Tiếp theo thì là bông tai BTS 10.000 đồng, vòng nhựa BTS 8.000 đồng một cái. Rồi đến là hình dáng BTS 10.000. Wow, rất là đẹp trai nha. Ôi ôi, hết sức là dễ thương luôn mấy em ơi. Đây, 10.000 đồng một tấm thôi. Tiếp theo là đơn hàng của bé Mai và bé Tuyền, 489.000. Đầu tiên sẽ là bộ kit làm slime 30.000 đồng nè mấy em. Đây, bộ kit làm slime 30.000 đồng. Và bạn mua tới 2 bộ lận nha. Tiếp theo thì là nàng búp bê mắt đá xinh đẹp. Đây, váy hồng lấp lánh nè mấy em. Đó, rất là xinh luôn. Tóc thì màu vàng hồng suông dài luôn nha. Khuôn mặt đáng yêu. Rồi nha, bịt mắt kiến cho búp bê 5.000 đồng. Hoopa hoopa, kẹo hoopa hoopa là 90.000 đồng một hũ vị dâu và vị nho nè mấy em. Và đây, bạn còn có đặt là 3 cây bút chì nha. Một cây bút chì móc khóa nè, một cây bút chì chiếc hài ha, chiếc hài thủy tinh của nàng Lọ Lem. Và một cây bút chì Hello Kitty, mỗi cây như vậy chỉ có 5.000 thôi. Đây nè ha, rất là dễ thương luôn. Đây nha, là 3 cây bút rất là dễ thương luôn nè. Đó, thiên nga cầu vồng ha, ông già Noel nè, và chiếc túi. Đây, mỗi một cây như vậy thì là 5.000 đồng đó mấy em. Rất là xinh nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử viết ha. Ok, thiên nga nè. Rồi đến là đây là cái túi nè. Rồi đến là ông già Noel nè. Ok. Yeah, và bạn có mua 2, 4, 6, 8, 10 cái nến, mỗi cây 2.000. Và dĩ nhiên là sẽ có bếp nhôm kèm theo, bộ bếp nhôm 60.000 đồng. Có thể chế biến những món ăn mini cực kỳ dễ thương luôn nha, ăn cũng ngon nữa. Nhưng mà đặc biệt là các em nhớ là phải chơi chung với người lớn. Nếu không là dễ bị phỏng tay và cháy nổ nha. Đó, rất là ok. Ten ten. La 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 la. Hi hi hi. Đó, một cái bóp mặt cười 49.000 đồng. Mấy em xem nè, rất là xinh luôn. Có dây đeo chéo nữa nha. Đó, nơ thì lấp lánh ha. Rất là đẹp mà chỉ có 49.000. Một cái nơ. Đây, một cái cài tóc 5.000. Quá xinh luôn đúng không? Rồi đến là cái váy 30.000 đồng ha, kiểu chấm bi nè. Áo co giãn theo dáng người của búp bê, rất là đẹp. Lệch vai ha, cánh sen lệch vai. Đó, rất là đẹp, 30.000. Lan Hương ơi, tiếp theo là đơn hàng của Lan Hương, 160.000 đồng. Là Lan Hương đặt là cái ba lô BTS màu hồng nè, 55.000. Wow, có cả bộ kit làm slam 30.000 nha. Cham ông và cham bà thì 5.000 đồng một cham ha, rất là đáng yêu. Kẹo hamburger này mấy em, 2.500 đồng một viên đó, ăn ngon lắm. Những lớp kẹo dẻo dẻo, dai dai, thơm, ngon ha. Tuyết 10.000 đồng một bịch, borat thì 5.000 một bịch. Tiếp đến là đơn hàng của bạn Gia Hân, 84.000. Gồm có là búp bê mắt đá này mấy em. Đó, váy hồng, đuôi cá rất là xinh. Tóc màu trắng hồng nha. Khuôn mặt dễ thương chưa, chỉ có 35.000 thôi. Wow, vòng cổ rất là đẹp luôn nha. Một bịch như vậy là 5.000 đồng. Và có tiền mini cho búp bê nữa nè mấy em, 2.000 đồng một bịch nha. Giống y tiền thiệt. Với bộ đồ chơi này các em có thể phân biệt được tiền luôn và học cách sử dụng tiền nha. Ok. Còn đây là đơn hàng của bạn Trần Thúy Mỹ, 94.000 đồng.
Đầu tiên sẽ là cái huy hiệu BTS 8.000 đồng nha. Rồi đến là vòng tay BTS bằng nhựa nè, trắng 8.000 đồng. Thẻ hình BTS, đây, thẻ hình BTS nha mấy em, 15.000 đồng, hết sức là đáng yêu. Có cả nhẫn BTS nữa nè, 5.000. Wow, lắc tay BTS 15.000. Và hai cây bút BTS, mỗi cây là 5.000 đồng nha. Này, đây, mấy em xem hình nè. Wow, rất là đẹp luôn. Bây giờ thì mình sẽ thử bút ha. Ok. Ok. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Phạm Hà Vi, 167.000. Đầu tiên là ba bịch tuyết Mỹ này mấy em. Đó, mỗi bịch là 8.000 đồng. Và đây, đó là một cái áo bèo đố kem láo gì. Tin 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 tin. Đó chính là một cái váy đầm ha. Có hình cô gái nè. Đó, happy. Đó. Đây, có bèo ở phía dưới, cái form rất là đơn giản và dễ mặc nha. Từ 30 cho tới khoảng 47-48kg là mặc vừa nha mấy em. Đó, rất là dễ thương, stin nha. Phù hợp với nhiều lứa tuổi và cái form dáng này nó rất là dễ mặc, trẻ trung đúng không mấy em? Chỉ có 50.000 đồng. La 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 la. Và đây, dạ, yeah, set đồ yếm rất là đẹp luôn. Chỉ có 60.000 đồng thôi nha mấy em. Set đồ yếm Adidas nè. Đó, quần này là quần màu xám chứ không phải màu trắng nha mấy em. Đây, nó là màu xám ha, có cái nơ nữa nè, có dây đeo nha, mình có thể là đeo một bên thả một bên hoặc là đeo hai bên đều được hết đây ha. Chỉ có 60.000 vừa áo và vừa quần yếm luôn, rất là đẹp nha. Từ 35 cho tới khoảng 47-48kg là mặc vừa em ha. Và bây giờ là đơn hàng của bạn Lưu Đỗ Đông Nhi, 203.000. Và đây, đầu tiên thì bạn đó có đặt là một cái áo chấm bi ha, rất là dễ thương luôn, có phần bèo ở phía dưới nè, rất là trẻ trung nha. Rồi người ta sẽ may một cái gờ như thế này, giống như là cái đai vậy đó ha, có hai cái khoen. Rồi sẽ có cái dây thắt nơ nè, đó, rất là dễ thương nha. Cái thắt nơ này á thì sẽ tùy theo cái eo của mấy em là dài hay ngắn ha, mình có thể rút nó lại như thế này. Đó, hoặc là có thể giãn ra nha mấy em. Đó, rất là tiện lợi luôn, tùy theo vòng eo của mình. Cái mẫu này ha, có rất là nhiều màu đắp chéo nè ha, rất là dễ thương luôn nha, mà chỉ có 50.000 đồng thôi đó, quá rẻ luôn, hết sức luôn á. Đây, tiếp theo thì cũng là đầm có phần bèo ở phía dưới nha, phơm suông, 50.000 đồng. Wow, hồi nãy bạn kia thì đặt là hình một cô gái, còn đây là hình ba cô gái úp mặt vô tường đó, rất là dễ thương. 222 nha. Nếu như mà ba bạn trai mà úp mặt vô tường thì các em đang suy nghĩ gì nè ha. Nhưng mà ba bạn gái thì không, chắc mấy bạn đó đang đứng tâm sự thôi đúng không. Đó, rất là cái kiểu bây giờ là chụp hình là quay lưng vậy đó mấy em, rất là dễ thương nha, cá tính đúng không. Đây ha, các em cùng ngắm lại là cái mẫu đầm này nha. Dài là 80 cm, dài 80 cm, từ 35 cho tới khoảng 47-48kg là mấy em mặc vừa ha, chỉ có 50.000 đồng thôi. Phơm dáng rất là dễ mặc luôn. Ngoài ra thì còn có 5 viên kẹo Milo Milo, 2.000 một viên, rất là thơm ngon, bổ dưỡng. Tiếp đến là đơn hàng của bạn Đoàn Thị Vân Anh, 293.000. Đầu tiên thì bạn có mua là một cái két sắt minion. Đó, rất là dễ thương ha. Chỗ này là để chúng ta bỏ tiền vô. Đây là cái phần mật mã để mà mình cài cái mật mã riêng cho mình. Thì mật khẩu ban đầu là có thể là 4 số 0, 4 số 1, 4 số 2, 4 số 3 gì đó ha. À, và có cách để thay đổi mật mã. Các em có thể xem video hướng dẫn của anh xem là cái cách thay đổi mật mã như thế nào, để mình sẽ sử dụng một cái mật mã riêng an toàn ha, bảo vệ tiền lì xì của chúng ta một cách an toàn. Và khi lấy thì cũng rất là dễ dàng, không cần phải đập heo, rất là lãng phí luôn. Két sắt mini 240.000 đồng, phương pháp bảo vệ tiền an toàn của các bạn nhỏ hiện nay. Tiếp theo thì là cái lắc chân này mấy em. Wow, rất là dễ thương luôn nha. Có vừa ngọc trai nè, rồi vừa có bé nhện Spiderman nè. Đó, ngôi sao nữa, 20.000 đồng. Tiếp đến là Ngô Thị Thúy Hà, đơn hàng 156.000. Với 3 vị nha, 90.000 đồng. Rồi đến là một combo kẹo 20.000 đồng và một marshmallow vani 16.000. Rồi đến đơn hàng của Ngọc Linh nha, Ngọc Linh 88.000. Wow, bạn mua là shop Liti đủ màu 9.000 nè, và shop lớn cũng 9.000 luôn. Hai bịch Borat, mỗi bịch 5.000, tuyết là 10.000 đồng một bịch ha. Hương nho và hương dâu là 5.000 một chai. Rồi đến đơn hàng của bé Sa Hân, 105.000.
Yeah, và bạn có đặt là hai bịt mắt BTS nè. Đó, mẫu này rất là đẹp luôn nha. 25.000 đồng đó mấy em. Rồi đến là hình dáng BTS 10.000. Wow, toàn là hình của Jungkook không? Rất là đẹp nha. 10.000. Rồi đến là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 cái váy đơn giản, mỗi cái là 3.000 đồng. Nguyễn Thị Diệu Anh ơi, đến đơn hàng của em rồi, 254.000. Đầu tiên là hai bịch Korat nè, mỗi bịch 5.000. Rồi đến Tuyết là 10.000 đồng một bịch. Hương nha, hương sữa là 5.000 nè, 2 cây viết, 3 cây viết BTS màu đen, mỗi cây 5.000. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ thử bút ha. Khoan cái tay chị. Rồi nha, mình sẽ 1 cây nè mấy em, 2 cây nè, 3 cây. 3 vòng tay BTS hình trái tim này đó, mỗi vòng là 15.000 ha. Wow, có dây chuyền BTS nữa nè, cũng 15.000 luôn. Nhẫn BTS 5.000 đồng một chiếc. Và có quạt nữa nè mấy em ơi. Đó, quạt mát nha, rất là dễ thương ha. 20.000 đồng một cái quạt như thế này. Bạn còn có đặt là mắt nước nữa mấy em. Mắt nước là 32.000 ha, rất là mát luôn. Đây, hình của nhóm BTS nè. Đó, rất là dễ thương. Tiếp đến là Đặng Thu Thủy, đơn hàng 100.000 đồng. Wow, hai bộ kit làm sao, rất là vui nha. Mỗi bộ là 30.000 đồng, có 12 món, làm được 5 loại slam là tiết kiệm được 14.000 đồng khi mua mỗi bộ. Rồi tiếp đến là đơn hàng của bạn Trần Thị Ánh Linh, 152.000. Có bộ kit làm slam 30.000 đồng nè mấy em. Rồi đến là Wixi Gấu và Wixi Donut, mỗi Wixi là 12.000. Đồ học sinh, wow, rất là đẹp luôn, vừa áo mà vừa váy ha, 12.000 đồng. Ê, lộn, chị nói lộn nha, vừa áo mà vừa váy 25.000, rất là đẹp. Rồi đến là cái áo dài cho búp bê nè, đó, vừa có hoa rồi nữa, rất là đẹp luôn nha mấy em. Đây ha, quần thì nó lấp lánh như thế này, nguyên một bộ, 40.000. Tiếp đến là đơn hàng của bạn Phạm Trúc Linh, 124.000. Wow, và đầu tiên đây nè nha, là bút xương rồng nè, bút kem thỏ nè, ba cây nè ha, nẻ nè, muỗng nè, dao nè ha, mỗi cây là 5.000. Sau đó là có 6 nữa ta. Năm ngàn nha. Pokemon, BTS và bạn chim đậu trên cành cây, mỗi cây đều là 5.000 đồng ha, rất là xinh luôn. Đây, rồi chúng ta sẽ thử viết ha. Bút 6 nè mấy em. Pokemon nè, xương rồng nè ha, nĩa nè, muỗng nè, dao nè, BTS nè, kem thỏ nè, hu nè, chim đậu cành cây nè. Wow, không ra mực rồi, để chị đổi cây khác. À quên nữa, bạn đặt là tay thỏ chứ không phải là kem thỏ. Như vậy chị sẽ bỏ cây này ra ha, và chị sẽ lấy cho em cây này nha, là tay thỏ nè, theo đúng yêu cầu luôn. Rồi, mình sẽ thử bút ha. Rồi, tay thỏ cũng rất là ok. Còn đây là cây bút chim đậu cành cây, chị đổi lại cho em nè, ok nha. Và đây, bạn còn có mua là hai cái vòng tay ren nha. Đó, một cái là có chim thỏ, một cái là có chim sao, mỗi cái là 8.000 đồng nha mấy em. Ha, rất là dễ thương luôn. Đó, đây là lắc tay nè ha, lắc tay ren. Rất là đẹp. Và đây, wow, tóc giả nha, để cho sắc xuân tràn đầy nhà. Đây ha, cái này nè, các em cũng có thể tạo ấn tượng với các bạn hoặc là với gia đình nếu như chúng ta gắn cái like tóc giả này lên. Sau đó là đi chúc Tết, trời ơi, ai cũng hết hồn hết, nhưng thật ra mình tháo ra thì là ok, bình thường trở lại ha. Cho nó sắc màu, một năm mới tràn đầy sắc màu và sự yêu đời dễ thương trẻ trung á. Nè, chỉ có 5.000 đồng là có được rất là nhiều like luôn. Đó, hoặc là mình chỉ đeo một like thôi, mỗi ngày một like cho nó dễ thương ha. Chỉ có 5.000 đồng một chùm như thế này. Và bây giờ là đơn hàng của bạn Lưu Đỗ Đông Nhi. Lưu Đỗ Đông Nhi ơi, em có đang nghe video hay không? Thì đơn hàng của Đông Nhi hồi nãy là chị còn thiếu một cái áo đầm sơ mi thắt eo nha. Thì bây giờ chị sẽ bổ sung cho Đông Nhi, hy vọng rằng là Đông Nhi đang xem ha. Và thông cảm cho chị, hồi nãy chị quay bị sót.
Và đây là cái đầm sơ mi của em nha, màu sắc rất là dễ thương, nhu mì đó, vừa có ánh tím mà lại vừa có ánh xanh dương mà lại vừa có ánh đỏ đỏ nữa nha. Đó, rất là đẹp luôn, thắt eo nè ha. Chiều dài cơ bản của cái áo này là khoảng 85-90cm nha, thì phải từ là ít nhất là 35-50kg là mặc vừa cái áo này ha. Đây, rất là đẹp luôn đó mấy em, giống như là Minh Hằng đang mặc vậy nè. Đó, chất liệu thì hả rất là dày dặn luôn nha, mà chỉ có 60.000 đồng thôi. Đó, và cái áo này cũng đã kết thúc phần kiểm tra đơn hàng ngày hôm nay của chúng ta nha. Các em muốn gọi đặt hàng thì hãy nhớ số điện thoại 0937899707. Nhớ xin phép ba mẹ trước khi gọi đặt hàng nha. Còn bây giờ thì mình xin được công bố kết quả mini game của bạn đã đặt hàng ngày của mini game tuần trước nha. Phần thưởng là 3 bịch Boras theo yêu cầu của bạn Hoàng Kim Ngọc. Nick YouTube là Ngọc Hoàng nha. Bạn đó yêu cầu nếu bạn đó trúng thì chỉ tặng cho 1 bịch Boras thôi, nhưng mà chỉ tặng cho bạn đó là 3 bịch Boras ha. Đây là bạn Hoàng Kim Ngọc ha, nick YouTube là Ngọc Hoàng. Thì bạn đó trả lời cũng rất là chi tiết, rất là hay. Ngoài ra chị cho bạn đó trúng bởi vì có cái sự khiêm tốn và cái sự cố gắng ở đây nha. Mini game là giúp cho chúng ta cố gắng học hỏi và biết tranh thủ, chứ không phải là để thí dụ như là mình chị ra mini game á, nhiều bạn nói là câu hỏi khó thì rất mong các em thông cảm, bởi vì có rất là nhiều bạn trả lời, nhưng nếu như câu hỏi bình thường quá thì thật sự là chị không biết là sẽ tặng cho ai luôn. Nhưng người mà chị muốn trao tặng đó là những bạn mà có sự cố gắng ha, những bạn có sự cố gắng, và chúng ta cần phải học hỏi nhau ở cái cách khiêm tốn nha, ở cái cách khiêm tốn. Cái này thì sẽ giúp ích cho các em sau này rất là nhiều ở trong cái cuộc sống nha. Và chị mong rằng các em cũng sẽ cố gắng hơn nha. Mình đừng có so sánh quá, mà mình hãy cố gắng hết sức mình, vượt qua hết sức mình để có được những phần quà lớn và cả những phần quà nhỏ. Tất cả những phần quà, nếu như có sự cố gắng và kiên trì, chúng ta sẽ có tất cả. Chúc các em sẽ thật là may mắn nha. Và tiếp theo thì là câu hỏi mini game ngày hôm nay của chị rất là đơn giản. Các em hãy vào kênh Rose Channel và cho chị biết tên của bức tranh này là gì, hoặc là các em tên của bức tranh này là gì nha. Đó, bức tranh mà trên kênh Rose Channel đã vẻ ha. Các em có thích bức tranh này hay không? Và để tham gia mini game thì các em hãy đăng ký thành viên kênh Bếp Chibi, cũng như là bấm xem quảng cáo, mô tả quảng cáo, cho chị họ tên, địa chỉ và số điện thoại, để nếu như trúng thì chị sẽ gửi quà cho các em nha. Tiếp đến, tưởng đó là hết nhưng thật ra là còn một đơn hàng cuối cùng, đó là của bạn Nguyễn Thị Ngân Hà nha. Thì đáng lý đơn hàng của Ngân Hà là 366.000, nhưng mà do là chị hết 2 bao lì xì nha, và bạn đó đổi lại là một hình BTS, cho nên đơn hàng bạn đó là 362.000 nha Ngân Hà. Xin mời các em cùng xem. Đầu tiên sẽ là hộp búp BTS 40.000 đồng. Đây, hai những anh chàng dễ thương. Rồi đến là 5 chiếc nhẫn nè. Đây, 5 chiếc ha. Mỗi chiếc như vậy, ủa 5 hay 6 mấy em, ở đây là 6 chiếc. Rồi ha, như vậy là 5 chiếc thôi. Thì mỗi chiếc nhẫn BTS như vậy thì là 5.000 đồng. Hình dáng BTS nha, hình dáng BTS là 25.000. Vòng tay nhựa nè, xanh biển, xanh lá và màu đen, mỗi cái là 8.000. Rồi đến là dây đeo tay BTS ha, 15.000. Nón BTS nè mấy em, 40.000 đồng một cái nha. Đó, được thêu rất là đẹp luôn. Dây truyền hình nè, đó là dây truyền hình BTS 15.000. Wow, có cả bịt mắt BTS nữa nha, 25.000 nè. Rồi đến là hình poster của nhóm Blackpink, đó rất là xinh đẹp luôn, 20.000 đồng. Đó, 20.000 đồng một tấm như thế này ha, rất là to nha mấy em. Đây, những cô nàng của nhóm Blackpink, đó rất là xinh luôn nha. Rồi đến là hình poster của nhóm BTS cũng là 20.000 đồng. Đó. Rất là dễ thương luôn nha. Loại này là loại lớn nha mấy em. Đó. Cuối cùng thì bạn còn đặt là hai hình BTS đây. Hai cái quạt chứ chị nói lộn nha, xin lỗi. Hai cái quạt BTS mỗi quạt là 20.000 đồng. Và video của chúng ta thì đến đây mới thật sự là kết thúc nha. Các em muốn gọi đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707. Nhớ xin phép ba mẹ trước khi gọi đặt hàng ha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các em ở video sau.